Ừ. Này nó đã to này. Đâu? Mướp nhất lên hết cả À, chào rau này. chị. À, chào chị. Ừ. Thấy chưa? Trời ơi, mình Nhìn nó rau tốt bự thế um luôn chị này. ơi, lớn nhanh nhở. Hôm trước anh Thiệt quay video về cho em xem, nó còn bé bằng cái nắm tay này. Nó to thế này này. 2 tháng. Bận vịt này bình thường mấy tháng rồi ăn rồi chị? Gần 3 tháng rồi.